Hồ Ngọc Hà mặc hở đỏ sắc tia oa bách ở Thái Lan. Ca sĩ Hồ Ngọc Hà hội ngộ Miss Universe 2015 tia oa bách tại một sự kiện thời trang ở Bangkok tối ngày 17 tháng 11. Hồ Ngọc Hà dự sự kiện của nhà mốt, cô được công bố trở thành Fan of House, bạn thân thương hiệu hồi tháng 9. Cô diện thiết kế không thể ngắn hơn, làm nổi bật đôi chân thon. Để phù hợp trang phục, cô chọn trang sức gồm vòng cổ và bông tai trị giá 20 tỷ đồng của một thương hiệu Italy. Nữ ca sĩ sinh năm 1984 chụp ảnh cùng diễn viên người Thái Lan Gung Giữa và Hoa hậu Hoàng Vũ 2015 Pia Oatbach. Giọng ca cô đơn trên sofa được khán giả nhận xét không có nhiều chênh lệch về nhan sắc với đàn em dù hơn 5 tuổi. Là mẹ ba con, Pia Oatbach và Hồ Ngọc Hà từng dự chung một sự kiện 6 năm trước, cũng ở Thái Lan. Mỹ nhân Philippines diện trang phục menswear, búi tóc gọn, trang điểm sắc sảo. Pia Oatbach sinh năm 1989, đăng quang Hoa hậu Philippines và Hoa hậu Hoàng Vũ năm 2015. Cô là một trong những người đẹp nổi tiếng nhất lịch sử Miss Universe vì sự cố trao nhầm vương miện của MC Stephen Harvey. Hoa hậu hiện làm chủ một trung tâm huấn luyện về sắc đẹp. Hồi tháng 5, cô kết hôn với doanh nhân Jeremy Yossi sau 3 năm yêu. Hồ Ngọc Hà đi theo phong cách Sweet Luxury. Theo cô, trang phục càng đơn giản thì càng phải có sự phối hợp nhịp nhàng về trang sức. Giày dép, tóc tai. Đơn giản làm sao mà vẫn ấn tượng thì mới tinh tế, cô nói. Hồ Ngọc Hà sinh năm 1984, quê Quảng Bình, vào showbiz với vai trò người mẫu, sau đó bén duyên ca hát. Gần 20 năm đi hát, cô có nhiều hit, Giấc mơ chỉ là giấc mơ, Gửi người yêu cũ, Tìm lại giấc mơ, Yêu thương nhạt nhòa, Xin hãy thứ tha, Cả một trời thương nhớ. Cô làm huấn luyện, giám khảo nhiều chương trình như The Voice, The Face, X Factor, The New Mentor. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.